Bây giờ chị hướng dẫn em kiểm tra cái công cụ dụng cụ, có nghĩa là khi mà em ghi tăng công cụ dụng cụ như thế này nhá, thì trong cái bảng theo dõi công cụ dụng cụ, cái phần ghi tăng của năm 2017 này, nó phải có cái số ghi tăng này phải khớp với tài khoản 242 phát sinh bên nợ của bên bảng cân đối tài khoản, hay chính là phát sinh bên nợ của số cái 242. Thì em vào cái phần báo cáo, như là báo cáo này, em vào báo cáo tài chính được chưa, em chọn bảng cân đối tài khoản, em nhấn xem. Ở đây của em chọn là năm nay, chọn 2017, nhấn đồng ý. Ở kia của em là 326, mà ở đây của em tìm đến phát sinh bên nợ của 242 là 236 880 236 880. Thế thì khớp rồi chứ nhỉ? Khớp rồi chị. Công cụ dụng cụ khớp rồi. Rồi, rồi. Nếu như mà trong trường hợp mà em tìm mà nó bị thiếu nhá, chỉ ví dụ như là em đây có một cái công cụ dụng cụ này nhá, em bỏ ghi đi này, 326 đây. Chị ví dụ là nó phát hiện khớp thiếu này, thì em sẽ kiểm tra như sau. Chị tạm thời chị bỏ ghi, chị giấu xuống nhé. Thì ở trên này nạp báo cáo tài chính của em nó không phải 326 314. Thế để đi tìm như nào như nhanh thì em làm như sau. Em sẽ vào trong phần báo cáo này, em đánh cho chị danh sách báo cáo nhé. Em đánh cho chị đối chiếu đi. Đối chiếu ạ. Chị đối chiếu. Rồi, em dừng lại, em đối chiếu sổ công cụ dụng cụ nhá, đối chiếu sổ sổ theo dõi công cụ dụng cụ và sổ chi phí trả trước với sổ cái này. Để chờ em chọn là năm nay. Năm nay tài khoản 242 em kéo lên. Đây, thì phần mềm sẽ tự báo cho em là báo cáo đối chiếu theo dõi sổ công cụ dụng cụ chi phí trả trước và sổ cái, có nghĩa là em có thể là theo dõi công cụ dụng cụ hoặc chi phí trả trước đều ở trên 242 nhé, với sổ cái. Thì ở đây là sổ này là sổ theo dõi công cụ dụng cụ chi phí trả trước, còn sổ bên này sổ cái. Thì em thấy nhá, ở ghi tăng công cụ dụng cụ thì em có ghi tăng, được chưa? Nhưng lúc này khi mà chị xóa cái chứng từ đi thì nó tự nhả cái phần nguồn gốc hình thành ra. Thì có nghĩa là ở trên cái sổ cụ ghi tăng công cụ dụng cụ em có 242, nhưng trong sổ cái của em đây không thấy có, thì nó chênh ra 12 triệu, được chưa? Đấy, thế nếu mà như vậy thì em sẽ phải đi tìm xem nào cái chứng từ của mình mà mình đã ghi tăng này nó ở đâu nhá. Đấy là cái cách kiểm tra. Còn bây giờ của em ok rồi thì em quay lại em ghi tăng lại cho chị cái này, ghi sổ lại nhá. Thì trước khi mà em phân bổ thì bao giờ em cũng kiểm tra cho chị cái phát sinh trước nhá. Cái phát sinh xem mình ghi tăng đủ chưa. Nếu mà ghi tăng đủ rồi thì sau khi mà ghi tăng thì em sẽ vào phân bổ này. Em chọn lên ở đây. Ở đây của em là em chưa phân bổ kỳ nào đúng không? Thì ở chỗ này của em không có công cụ dụng cụ dư đầu kỳ à? Không có chị. Không có thì bây giờ em sẽ vào phân bổ luôn. Và em căn cứ vào ở đây là em ghi tăng có từ tháng 1 nhá. Từ tháng 1 vậy thì em bắt đầu phân bổ chi phí từ tháng 1, em nhấn thêm. Em chọn từ tháng 1. Em sẽ vì những cái công cụ dụng cụ này là em thường phân bổ dưới 3 năm nên là không phải là cứ tháng nào mình có ghi tăng công cụ dụng cụ mình mới phân bổ. Có nhiều bạn ấy đang hiểu theo cái kiểu như vậy nên là bạn ví dụ như tháng 1 bạn có công cụ dụng cụ bạn phân bổ, xong tháng 3 bạn ghi tăng một công cụ dụng cụ thì bạn mới phân bổ, thì không phải. Em sẽ phải phân bổ liền hết nhá, liền hết 12 tháng trong năm nếu mà phát sinh từ đầu kỳ như thế này. Đấy, em cất như thế này. Sau đó thì em sẽ thêm tiếp từ tháng 11 đến tháng 12 tiếp, à tháng 2 đến tháng 12 tiếp nhá. Đấy, đấy là chị hướng dẫn em về phần công cụ dụng cụ. Bây giờ em nhấn phân bổ luôn cho chị.